Hello, xin chào như các bạn. Hôm nay bên em lại về thêm tấm nâu. Nhưng mà đợt này em làm màn hình dây nguồn zin luôn nha. Chứ không có làm như hôm bữa là dây nguồn với lại màn hình cao cấp nữa. Chơi cho chất lượng luôn. Đó. Màn hình zin giao diện rất đẹp. Đó. Đợt này em bán tặng bao da luôn. Đó, anh nào mua ở xa, em lấy cái bao da mua. Từ từ để em lấy ra. Đó, anh nào mua được gần bao giấy mình nè. Rất là gọn, đẹp, thấy không? Đó, bỏ vô rồi xài thôi. Phím thì zin nha anh chị. Phím zin, phím bấm nè, zin. Phím số zin. Màn hình bên trong là zin. Dây nguồn bên trong zin luôn. Vỏ zin xi lại. Đó. Giao diện rất là đẹp, màn hình rất là đẹp. Đó, anh nào xài 88 nhìn thì biết liền. Cơ là zin luôn. Đó. Bao da cứ là êm anh chị, bỏ vô trơn chu nhẹ nhàng. Đó, anh nào mua rồi cứ rút ra thôi. Rất là nhẹ. Con nào như nhau. Tám 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 A nha anh chị. Đó. A thì nó không có 3G, E thì có 3G. Nhưng mà giờ 3G không ai xài, cho nên em cứ làm giá vừa tiền thì dễ. Cái gì chơi mấy cái hàng E chơi cho phí tiền cũng vậy. Bây giờ bỏ sim nghe gọi thôi chứ không làm gì hết. Đó. Vỏ zin xi lại rất ok anh chị. Nhìn đẹp lắm. Đó. Quay từng cây từng cây. Cận cảnh. Đó. Bao gồm máy, pin sạc, bao da anh chị. Đó. Y chang nhau hết á, nhưng mà tại vì quay cho vui thôi. Đủ bộ. Tại cái màu nâu này á, cái vỏ nhìn nó sang, cho em thích là màu này. Có nhiều anh hỏi em cái màu đen, cái này màu vàng nâu hoặc vàng đen hồi xưa em bán em thấy cái màu đó không thích. Cái này vỏ nó bền đó, nên em nhập làm cái này thôi. Bây giờ khách nào xài ok mình mới vui chứ khách người ta xài không vui mình cũng không ngại, không vui dễ gì hết á. Hôm qua em về 10 cây lực, bán 3 cây rồi, còn 7 cây. Đó. À, nó thích mấy nào chọn mấy này báo em nha. Rồi, cảm ơn chị xem clip nha.